Câu 36. Theo đoạn văn số 1, các mục tiêu môi trường do các nhà xây dựng xanh đặt ra ban đầu được coi là không thực tế, có lẽ là vì... 3 chấm. Vậy thì từ khóa của câu hỏi này là gì đấy các bạn? Đó chính là từ unrealistic, là từ không thực tế. Chúng ta sẽ quay lại bài đọc tìm từ unrealistic, đọc thông tin xung quanh để xem vì sao mục tiêu được coi là không thực tế. Từ unrealistic nằm ở dòng 3 đoạn 1. Chúng ta đọc thông tin xung quanh từ này. Trong những năm đầu, những người xây dựng xanh chỉ chiếm một phần nhỏ và mục tiêu của họ là giảm tác động đến môi trường của các tòa nhà được coi là không thực tế. Tuy nhiên, hiện nay phong trào đang phát triển vì những người xây dựng đã có thể tận dụng các lợi thế của công nghệ mới. Chúng ta thấy ở trước nói là không thực tế, với sau nói rằng, tuy nhiên, ngày nay phong trào phát triển vì có thể tận dụng được lợi thế của các công nghệ mới. Và yếu tố tác động đến đây chính là công nghệ. Ý nào nói đến công nghệ các bạn? Chính là ý D, có từ technology. Câu 36 chọn D. Ý D, các ứng dụng tiềm năng của công nghệ để xây dựng các công trình xanh đã không được công nhận khi đó. Cái ý còn lại có nghĩa là gì? A. Có rất nhiều vật liệu tự nhiên để xây dựng các tòa nhà thông thường. B. Thiếu các nhà xây dựng xanh vào đầu thế kỷ 20. C. Các vấn đề phá hủy môi trường không phổ biến vào thời điểm đó. Chúng ta có một số từ mới. Goal, mục tiêu. Initially, ban đầu. Consider, xem xét. Presumably, có lẽ. Abundance, sự dồi dào. Prevalent, thịnh hành. Potential, tiềm năng. According to paragraph 1, the environmental goals set by green builders were initially considered unrealistic, presumably because the potential applications of technology to constructing green buildings were not recognized. Câu 37 từ they trong đoạn văn số 2 đề cập đến A. Vật liệu tái chế. B. Những người xây dựng xanh. C. Những tia nắng. D. Những tấm pin năng lượng mặt trời. Chúng ta quay lại đoạn văn số 2 tìm từ they và đọc thông tin ở phía trước từ này. Từ they nằm ở dòng 4 đoạn 2. Chúng ta đọc từ câu phía trước từ they. Đầu tiên, với những tấm pin năng lượng mặt trời có thể sản xuất được điện từ những tia nắng mặt trời. Sau khi được lắp đặt, chúng cung cấp năng lượng miễn phí và không gây ô nhiễm. Vậy chúng ở đây là gì? Chính là những tấm pin năng lượng mặt trời, đúng không? Solar panels. Câu 37 chọn D. The word they in paragraph 2 refers to solar panels. Câu 38. Từ insulation trong đoạn 3 chủ yếu mang nghĩa là. Để biết mang nghĩa gì thì chúng ta sẽ quay lại đoạn 3, tìm từ insulation. Đọc thông tin xung quanh để đoán nghĩa. Từ này nằm ở dòng 3 đoạn 3. Chúng ta đọc câu có chứa từ này. Để giảm bớt nhiên liệu cần cho việc đun nóng hoặc là làm lạnh, những người xây dựng cũng thêm insulation vào những bức tường để công trình ấm hơn trong mùa đông và mát hơn trong mùa hè. Vậy insulation là gì? Câu 38 chọn B. Insulation tức là vật liệu ngăn thất thoát và hấp thụ nhiệt. Insulation tức là vật liệu cách nhiệt đó các bạn. A. Nghĩa là hệ thống bảo vệ các tòa nhà khỏi tia nắng mặt trời. C. Tấm pin chuyển đổi quang năng thành điện năng. D. Thiết bị theo dõi sự thay đổi của nhiệt độ. Chúng ta có từ absorption, sự hấp thụ. The word insulation in paragraph 3 mostly means materials that prevent heat loss and absorption. Câu 39. Một đặc điểm chung của trung tâm Genzyme ở Cambridge và dự án ở Vauban, Đức là gì? Chúng ta chú ý những tên riêng được nhắc đến trong câu hỏi, ví dụ như là Genzyme Center of Cambridge, rồi The Project in Vauban, Germany. Các bạn nhanh chóng quay lại bài đọc tìm những tên riêng này, sau đó đọc thông tin xung quanh.
để xem là chúng có những đặc điểm gì chung. Genzyme Center of Cambridge xuất hiện ở đoạn 4. The Project in Vorbahn, Germany xuất hiện ở đoạn 5. Chúng ta đọc cả đoạn 4 và đoạn 5 luôn. Một ví dụ của thiết kế tiên tiến này là trung tâm Genzyme của Cambridge. Tòa nhà văn phòng có trách nhiệm với môi trường nhất ở Mỹ. Mọi khía cạnh của thiết kế và tòa nhà đều phải xem xét hai điều: nhu cầu về một nơi làm việc an toàn và dễ chịu cho nhân viên và nhu cầu giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 75% vật liệu xây dựng là vật liệu tái chế và việc sử dụng năng lượng giảm 43%. Việc sử dụng nước giảm 32% so với các tòa nhà khác có cùng kích cỡ. Ở những nơi khác trên thế giới, một số dự án quy mô lớn gần đây đã được phát triển dựa theo những nguyên tắc xây dựng xanh. Một trong số này là ở Vorbahn, Đức, một khu vực từng là nơi đóng quân, địa điểm đã được xây dựng lại hoàn toàn. Bằng những ngôi nhà cần ít năng lượng hơn 30% so với những ngôi nhà thông thường, những ngôi nhà này được sưởi ấm bằng các hệ thống đặc biệt không gây ô nhiễm, cũng được trang bị với những tấm pin năng lượng mặt trời. Vậy đặc điểm chung của hai nơi này là gì các bạn? Thứ nhất là giảm năng lượng tiêu thụ. Thứ hai là thân thiện với môi trường. Vậy câu 39 chọn D. Cả hai đều được xây dựng dựa trên các nguyên tắc xây dựng xanh, giúp giảm đáng kể việc sử dụng năng lượng. Các ý còn lại là gì đây? A. Cả hai đều tận dụng công nghệ cách nhiệt mới, giúp cắt giảm chi phí xây dựng. B. Cả hai đều được xây dựng bằng vật liệu tái chế hoàn toàn thay vì vật liệu thông thường. C. Cả hai đều là khu phức hợp nhà ở với hệ thống sưởi ấm đặc biệt, không gây ô nhiễm. Chúng ta có một số từ mới, đó là gì? Entirely, có nghĩa là hoàn toàn. Conventional, thông thường. What is one common characteristic shared by the Genzyme Center of Cambridge and the project in Vorbahn, Germany? Both were built based on green building principles, which reduces energy use considerably. Câu 40, cụm từ underway trong đoạn 6 chủ yếu có nghĩa là being launched, đang được tiến hành. Câu 40 chọn B. A thì có nghĩa là được thông báo. C, được kiểm tra. D, được chứng nhận. Phrase underway in paragraph 6 mostly means being launched. Câu 41, điều nào sau đây không được đề cập trong đoạn 7 như là một giá trị của công trình kiến trúc xanh? A. Cải thiện điều kiện sống. B. Cuối cùng cũng được chứng minh là tiết kiệm hơn. C. Thân thiện với môi trường. Và D. Tăng năng suất làm việc. Câu cuối của bài có đề cập đến những giá trị của các công trình xanh. Không chỉ thân thiện với môi trường, các công trình xanh còn cải thiện điều kiện sống và làm việc, đồng thời tiết kiệm chi phí về lâu dài. Những yếu tố được nhắc đến đó là không chỉ thân thiện với môi trường là ý C, cải thiện điều kiện sống và làm việc, ý A, đồng thời tiết kiệm chi phí về lâu dài là ý B. Chỉ có ý D là không được nhắc đến, vậy câu 41 chọn D. Chúng ta có một số từ mới, đó là merit, giá trị hoặc là sự xứng đáng. Economical, tiết kiệm. Eventually, cuối cùng. Which of the following is not mentioned in paragraph 7 as a merit of green buildings? Increasing work productivity. Câu 42, theo đoạn văn, câu nào sau đây về công trình xanh là đúng? A. Chúng chỉ được chế tạo ở các nước có nền công nghệ phát triển. B. Chúng đang trở nên phổ biến ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. C. Chúng là những công trình có trách nhiệm với môi trường, với những khu vườn. D. Chúng tiết kiệm hơn và không gây ô nhiễm. Câu 42 chọn B, dựa theo thông tin ở dòng đầu đoạn cuối. Các ý tưởng xây dựng xanh, dù ở quy mô nhỏ hay là lớn, thì đang ngày càng lan rộng. Các bạn chú ý, những từ mang tính chất tuyệt đối thì thường không phải là đáp án cho dạng câu hỏi này.
Ví dụ như là từ no ở ý dê, produce no pollution, tức là không gây ô nhiễm. Ý dê sai, dòng một đoạn 2 có nói rằng các nhà xây dựng xanh cố gắng tận dụng các vật liệu tái chế với ý định làm cho rác ở các bãi chứa ít đi. Less waste có nghĩa là ít chất thải hơn. Ở đây có nghĩa là vẫn có chất thải nhưng mà ít hơn, chứ không phải là không có chất thải, không gây ô nhiễm. Ý A, chúng chỉ được chế tạo ở các nước có nền công nghệ phát triển. Câu này có từ only là chỉ. Ý A nói rằng các nước có nền công nghệ phát triển mới chế tạo, còn các nước khác thì không. Ý A sai. Ở dòng một đoạn 5 có nói rằng là gì? In other parts of the world. Ở những nơi khác trên thế giới. Không nói rõ là nơi nào, đúng không? Chúng ta không thể khẳng định là các nước có công nghệ phát triển được. Biết đâu trong đó có các nước nghèo nữa thì sao? Ý C sai. Vì trong bài văn không nhắc đến khu vườn, trong khi ý C lại nhắc đến gardens, khu vườn. According to the passage, which of the following statements about green buildings is true? They are gaining in popularity in different parts of the world. Câu 43, đánh dấu vào chữ cái ABC hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu kết hợp tốt nhất cho từng cặp câu trong các câu hỏi sau. Bạn bè của anh ấy ủng hộ và động viên anh ấy. Anh ấy đã làm rất tốt trong cuộc thi. Câu 43 chọn B, sử dụng dạng đạo ngữ của câu điều kiện loại 3. Had it not been for có nghĩa là nếu như không có. Nếu như không có sự ủng hộ và động viên của bạn bè, anh ấy đã không thể hoàn thành xuất sắc cuộc thi. Các ý còn lại không phù hợp về nghĩa. Ý D bị sai, vì sao? Ý D dùng điều kiện loại 3. Như các bạn đã biết thì điều kiện loại 3 phải trái với sự thật trong quá khứ, đúng không? Nhưng ở đây lại không trái. Đó. A và C thì bị sai về nghĩa. Sự ủng hộ và động viên của bạn bè khiến anh ấy không thể làm tốt trong cuộc thi. Còn ý C thì là dù bạn bè có ủng hộ và động viên anh ấy bao nhiêu thì anh ấy cũng không thể làm tốt trong cuộc thi. Thực tế là anh ấy làm rất tốt mà, đúng không? Các bạn hãy chuyển các câu sau sang dạng đạo ngữ, sau đó chép vào vở nhé. Câu số 1 là điều kiện loại 1. Khi đảo ngữ thì chúng ta sẽ làm sao các bạn? Chúng ta sẽ dùng should để đưa lên trước chủ ngữ, sau đó động từ phía sau giữ nguyên mẫu. Được chưa? Tiếp theo là điều kiện loại 2. Các bạn thấy động từ nè. Điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 thì chúng ta sẽ đưa were lên trước chủ ngữ. Được chưa? Đưa were lên trước chủ ngữ. Bỏ if. Được chưa? Các trường hợp này đều bỏ if hết. Bỏ if hết. Câu bên dưới là điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 thì chúng ta sẽ đưa had lên trước chủ ngữ và cũng bỏ if luôn. Nhớ nha các bạn. Còn câu dưới nghĩa là gì các bạn? But for có nghĩa là nếu như không có. Nếu như không có sự giúp đỡ của cô giáo tôi, giáo viên của tôi thì tôi đã không thể làm cái bài tập về nhà môn khoa học được rồi, đúng không? Rồi câu hỏi là các bạn nè, lúc nãy cô nói đây là câu điều kiện loại 3, có đúng không các bạn? Không. Đó, cô đang kiểm tra thử là các bạn có nhớ không? Đây là điều kiện hỗn hợp. Được chưa? Điều kiện hỗn hợp hay là điều kiện loại 3 thì cũng vậy, nếu mà có had á thì đạo ngữ sẽ đưa had lên đầu câu, bỏ if đi. Được chưa? Điều kiện loại 3 thì vế bên đây có had cộng với 3 ed thì bên này phải có would have cộng với động từ của số 3, đúng không? Nhưng mà đây là điều kiện hỗn hợp. Đằng trước là had cộng với 3 ed, đằng sau là would cộng với động từ nguyên mẫu. Đó, một nửa là quá khứ, một nửa là hiện tại. Nếu như mà tôi học hành chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra thì bây giờ tôi đã không bị thất vọng rồi, đúng không? Một nửa là nói về quá khứ và một nửa nói về hiện tại, là câu điều kiện hỗn hợp. His friends supported and encouraged him. He did really well in the competition. B. Had it not been for his friends' support and encouragement, he couldn't have done so well in the competition. Câu 44. Joe đã hoàn thành khóa học sơ cứu của mình. Anh ấy tỏ ra vô cùng hữu ích với tư cách là một nhân viên cứu hộ. Đầu tiên chúng ta loại A và C. Vì sao?
Vì hai mệnh đề ở trên không có gì gây ngạc nhiên, cho nên chúng ta không dùng although hay là however. Câu C sai. Vì Joe đã hoàn thành khóa học, trong khi đó câu C lại nói là chưa hoàn thành khóa học. Sai ở từ without. Without có nghĩa là không. Câu 44 chọn B. Việc hoàn thành khóa học xảy ra trước, nên chúng ta dùng having cộng với động từ cục số 3 hoặc là đuôi ed. Joe has finished his first aid course. He proves extremely helpful as a rescue worker. B. Having finished his first aid course. Joe proves extremely helpful as a rescue worker.